Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân. Đây là một cái chiếc kính thông minh giúp hiển thị những cái thông tin khi mà ta đeo nó. Mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này nhé. Về mặt ngoại hình thì chúng ta có một cái chiếc kính thể thao rất là nhẹ và thiết kế đơn giản. Gọng kính ở đây được thiết kế với dạng dẻo và nó được thiết kế nhằm mục đích là để cho chúng ta khi mà đeo mũ bảo hiểm nó sẽ không có bị đeo cũng như là không có bị cấn vào cái lỗ tai của chúng ta. Ở phía trước chúng ta có phần trồng kính giống như những cái chiếc kính thể thao khi mà đạp xe đạp. Ở bên trong này chúng ta có một cái phần đỡ sóng mũi bằng cao su rất là mềm. Đây là cái phần trấu sạc dành cho cái chiếc kính mắt này. Cái điểm nổi bật của cái chiếc kính này cũng là cái bộ phận giúp cho nó có thể hiển thị những cái thông tin khi mà chúng ta đeo. Đó chính là nhờ vào một cái phần máy chiếu nhỏ được cái tích hợp ở đây. Và cái máy chiếu này thì nó sẽ chiếu cái nội dung lên trên cái phần kính ở bên trên này và nó sẽ phản chiếu lên trên để cho chúng ta khi mà đeo vào thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông tin bao gồm là thời gian nằm, quãng đường mà chúng ta đi được hoặc là nhịp tim khi mà chúng ta kết nối cái chiếc kính này đối với điện thoại hoặc là với đồng hồ của chúng ta khi mà đeo. Khi mà mình đeo và trải nghiệm thử thì mình thấy là nhờ vào cái thiết kế gọn gàng cũng như là nhẹ của nó mà mình đeo rất là thoải mái. Và cái nội dung hiển thị á, nó sẽ không hiển thị ở phía trước mắt của chúng ta luôn. Mà khi mà chúng ta đeo vào á, thì chúng ta sẽ xem nó giống như là một cái kính bình thường. Những cái nội dung đó nó sẽ hiển thị phía trên. Khi mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ nhìn lên trên, chết lên trên một chút xíu thì những cái nội dung mới được hiển thị. Như vậy thì nó sẽ tránh cái việc là làm sao nhãn khi mà chúng ta đeo chạy xe hoặc là khi mà đi bộ. Nó hoạt động và kết nối với đồng hồ thì đây cũng là một cái điểm rất là tiện khi mà chúng ta mang nó cho các những hoạt động thể dục thể thao. Thay vì là phải nhìn đồng hồ thì chúng ta chỉ cần nhích mắt lên một chút xíu là chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả những cái thông số hiển thị ở trên mặt đồng hồ đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái phiên bản nữa của ActiveLock thì nó có cái cách thiết kế khác một chút về mặt ngoại hình. Tuy nhiên thì cách thức hoạt động tương tự như là phiên bản mình vừa nói trên. Mình thấy chiếc kính này nó hay ho và thú vị, đặc biệt là nó tiện ích và phù hợp dành cho những anh em hay thể dục thể thao, đặc biệt là những anh em hay chạy xe đạp. Nó sẽ giúp hỗ trợ xem những cái thông tin trên mặt đồng hồ khi mà kết nối cũng như là khi kết nối với điện thoại của chúng ta. Một chiếc kính thông minh nhẹ và tiện dụng. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.